Ayo, xin bạn đã quay trở lại với channel Khẩu Cáo nhá. Hiện tại ngày hôm nay mình đã quyết định sử dụng cái lá cao su một lần nữa anh em nhá. Test cho em xem cái kỹ năng sinh tồn thượng thừa Khẩu Cáo nha anh em, cho nó chết anh em, ok anh em. Thực sự thì anh em có thể xem cái lá này của mình nó kiểu là bị hơi lệch một chút anh em ạ. Thời gian tới thì Khẩu Cáo sẽ đổi lá nha anh em. Ở khu vực này thật sự với anh em rất là nhiều chim luôn, nên là quyết định ra khai quật cho em xem nhá. Và để test kỹ năng sinh tồn thì mình đã sử dụng toàn bộ số bóng bay nha anh em. Hello các bạn, mình là Mến Đầu To, hôm nay lại được anh Hậu đưa đi sinh tồn mọi người ạ. Thích ghê. Ôi, anh Hậu đẳng cấp vãi. Cho nó chết anh em ơi. Vẫn điện xả phết nha anh em. Như anh em có thể xem, hiện tại mình sẽ bắn cái quả đằng sau nha anh em, cho nó tầm khuất một chút anh em ạ. Xem cái mục đích là này có trúng không nha anh em. Đó, bắn quả cuối cùng nha anh em. Rồi. Ui, giật cả mình. Kinh khủng thật. Ui anh Hậu ơi, hay em để như này anh bắn thử xem có trúng không nhá. Thôi 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 rồi, bắn thế thì cứ thành mần mến trột. Ui, em tưởng anh Hậu thế nào. Ui, anh Hậu đỉnh vai một phát xuyên hai quả luôn, thật không thể tin nổi mọi người ạ. Chứ ạ, đi đâu anh? Anh kiếm đồ ăn cho mà ăn nhá. Đi rồi, đừng có khen nhiều anh nhiều quá, anh ngại, biết chưa? Vậy là test đã xong rồi anh em nhá. Bây giờ di chuyển vào trong cái cánh rừng này sinh tồn cho em xem anh em ạ. Phát hiện ra đây có rất nhiều các loại chim. Mến ơi, anh bảo khéo dẫm vào cứt đi nhá. Ở đây hôm qua anh phát hiện ra ta đi ỉa bắn toàn ỉa bậy thôi. Hôm nọ anh dẫm vào cứt rồi đấy, toàn cứt người thôi. Thôi rồi, cái vấn đề cứt thì bỏ qua một bên đi. Hôm nay tiếp tục vào trong cái cảnh rừng này sinh tồn cho em xem nhá. Phải săn được khoảng tầm gần chục con chim anh em ạ. Ui, mọi người thấy đấy, anh Hậu toàn bóc phết thôi. Săn gì săn được 10 con, chỉ tầm 1-2 con là cùng. Anh chót nhỡ mồm tí, đồ tí anh em nhá. Mỗi lần buổi sinh tồn của Hậu Cáo chỉ săn được khoảng tầm 1-2 con chim thôi anh em ạ. Chim ở trên thành phố này anh em, toàn chim sẻ, xong là các loại chim rất là nhỏ luôn. Anh em có thể xem ấy, chim to nó khôn lắm, nó không ở đây đâu. Nó toàn là khu đồng quê thì nhiều, chứ trên thành phố này không có chim to đâu. Ok tất cả mọi người, đây là cái mục đích của Hậu Cáo săn được loại chim ở đây thôi nha. Nói bé nhá, ở chỗ này mình phát hiện ra con chim cái to phết anh em ạ. Nhưng cái tầm cao này sợ nó hơi vướng, khó bắn lắm. Từ từ, anh em đợi mình một chút. Đây. Ui giời ơi, tiếc quá, thiếu đi mất anh em ạ. Lỗi kỹ thuật một chút nha anh em, nhưng mà thôi kệ. Được rồi, tiếp tục tiến về đã. Ở trong cái khu này anh em, mình chỉ tiến vào một chút được nữa thôi. Ui anh Hậu ơi, chim kìa, chim kìa. Mới bé được, nó chạy. Ui, rụng luôn nha anh em. Trời ơi, siêu phẩm anh em ạ. Đó, ui ôi, đây là chim xé gì anh em ạ. Anh em xem này, một phát rụng luôn nha anh em. Ghê thật sự nha. Đó. Ui anh Hậu đẳng cấp vãi. Lần đầu tiên ở trong đây anh em nhá. Mình nhìn thấy đây là một cái giống dạng xẻ sừng nha anh em. Nhưng mà thực sự đấy, trông nó không giống xẻ sừng lắm anh em ạ. Đó. Người thì cái vóc dáng thì giống nhưng mà màu lông rất là khác anh em ạ. Mình đang nghi cái chim là chim đột biến nha anh em. Đó. Con này bây giờ nó đậu ở đây anh em nhá. Đậu rất là lâu rồi. Chắc là thời tiết mưa nó lạnh nó rù sao ấy. Một phát hạ gục luôn nha anh em. Mê đẳng cấp không mến? Quá là đặc cấp luôn. Ok anh em nhá, đây là thành quả chiến lợi phẩm đầu tiên của mình. Đây là bây giờ mình sẽ cho ra mấy đã. Nói chung thì cứ từ từ thôi anh em ạ. Ở trong đây còn nhiều chim lắm, để cho mình khai thác còn nhiều. Mình còn nghe thấy cả tiếng bị bịp ở trong khu này anh em nhá. Bây giờ thì tiến vào trong đây thôi. Hy vọng sẽ săn được chim to to một chút. Mục đích thì săn chim cỡ này đấy là lại cho đại bàng. Cơ bản là bây giờ mình đang kiểu huấn luyện cho nó qua tay các thứ đấy anh em. Lại một khu rừng bỏ hoang nữa nha anh em. Tiếp tục thì bây giờ di chuyển vào trong đây anh em nhá. Vừa giờ thì phát hiện ra chỗ này khá nhiều chim anh em ạ. Nhưng mà nó nhìn thấy một người đi ấy, chạy hết nha. Nếu mà ngoài kia chả sao ấy, nhưng mà chim trong đây nó nhanh lắm. Anh Hậu ơi, anh nghe thấy tiếng chim kêu gì lạ không? Anh có, nhưng mà cái bọn chim nó bé lắm, không làm gì được cơ. Đây, đi lên bụi tre xem. Hôm trước mình tẻ một con thì đỗ ngay ngọn tre này, không làm gì được anh em ạ. Đó, vẫn kêu gì. Đấy, đấy. Ui toàn lắm. Lại xem con bé à. Toàn thế. Má đỏ thế. Ui má. Phát đảo nhỉ. Mình chưa kịp nhìn đấy, nó bay ngang qua mặt mình luôn. Thì anh Hậu ơi, phát hiện ra con gà to lắm. Vậy dụng chưa? Anh chưa thấy sao ấy? Có dụng không? Mồm mình thì kiểu ngậm máy quay anh em, không biết nó dụng hay không anh em ạ. Xem nào.
rồi, nên em thấy dụng rồi. Ở chỗ này hay chỗ nào? Ở trên đây ấy. Đây 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 đây, mấy đây 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 đây. Đây. Giúp 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 đây. Đây 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 đây. Thực sự với anh em, nếu mà mình không biết nó giúp ấy thì thực sự là không thể nào nhìn được anh em nhá. Tại vì cái con này đấy làm cái loại chim sẻ đột biến hay sao anh em ạ? Đó, anh em xem này. Hiện tại thì anh em chưa nhìn được chim đúng không? Đó đây là anh em này. Ui, đấy 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 đấy. Nó chạy như này thì mình mới biết, nếu mà làm im thì chắc mình không biết đâu. Rồi rồi, từ từ. Đâu mất rồi, đây. Rồi anh em ơi. Chưa đứt luôn. Ừ. Hả? Ơ, nó cắn này. Cắn này hả? Ừ, nó mổ. Đây anh em. Rồi, quay em xem này. Đây. Con này không có đuôi sao vậy? Cụt 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 rồi. Ừ, anh em xem này. Đây là cái loại chim sẻ khá là lạ anh em nhá. Ở miền Bắc thực sự nó không có loại này đâu. Nhưng mà ở trong miền Tây ấy, mình để ý là cũng ở trong khu phố rất ít luôn. Nhưng mà trong rừng, ở trong cái kiểu khu công viên bổ hoang này thì khá là nhiều anh em ạ. Đấy, anh em xem này, chim khá đẹp nha anh em. Đấy, màu lông thì vàng óng anh em ạ. Sau đó đầu đen. Nó giống chim gì em biết không? Em nhìn giống con vẹt không? Đó, cái mỏ đó nhỉ. Ừ, dạng như vẹt mini đấy anh em. Ấy, con này chả được cái gì ngoài cái mỏ đâu. Mỏ khá là to, nó cắn đấy. Ờ, đẹp nhá. Nó giống cái màu lá này, bảo sao khó tìm. Một phát headshot nha anh em. Tổng cộng được 2 con này rồi. Đó, khá là vui nha. Thực sự với anh em, ngày hôm nay không có mến đi cùng với mình, chắc mình cũng không biết là bắn được hay không đâu anh em ạ. Trước thì mình hay kiểu là phân vân đấy anh em, tại vì chim nó khá là bé, mình đang ngậm máy quay là khó nhìn lắm. Thường thường cái máy quay con này, đó chính là cam hành trình, là thường mình toàn ngậm vào mồm thôi. Mà hôm nay thì công nghệ do mến ấy. Mắt em hơi bị tinh đấy. Đừng cận. Nhìn chim tanh phết nhỉ. Thực sự với anh em, bảo di chuyển để cho nó oai thôi. Nhưng thực sự là toàn quanh mấy khu vực này anh em ạ. Nãy thì nó mưa nha anh em, nhưng hiện tại bây giờ nó lắng lên rồi. Lắng lên này chim nó bắt đầu ra nhá. Nãy mưa thì ít lắm. Đấy toàn lại chim bé tẹo luôn. Từ từ, đợi mình nghiên cứu chút. Ở trong đây thực sự nếu mà săn chim buổi sáng hợp lý hơn, nhưng mà thường là mình toàn đi vào buổi chiều ấy, nên là khó lắm. Rồi. À. À. Không bay à. Liệm nha con. Rồi. Headshot luôn nha anh em. Lắn mình à anh em. Đó. Rồi, quay tầm này thôi anh em ạ. Rồi. Cái lá rồng phượng này thực sự đang bị lỗi nha anh em. Nhưng một phát headshot rồi. Anh em xem này. Cái khả năng bắn của mình thì chỉ ở tầm khoảng tầm 5 đến 10 mét thôi anh em nhé. Tầm xa hơn rất khó trúng anh em ạ. Đó. Một phát này headshot luôn nha anh em. Phê thật sự. Nó cái màu con chim này thực sự là nếu mà tìm đây rất là khó. Tại vì nó hòa lẫn cái màu lá này anh em xem này. Y xì cái màu lá luôn. Đấy. Ví dụ mà mình đang quay ở đây thì chắc chắn này anh em không nhìn đâu. Nó cứ cử động này thì anh em mới nhìn đúng không? Đó. Headshot luôn nhá. Phiêu luôn nha anh em. Ở đây chả sao nữa, toàn cái chim này ra thôi. Đó. Nếu mà thời gian tới thì mình sẽ đi tìm cái tổ chim này anh em nhá. Rồi, ok tất cả mọi người. Sau bao nhiêu lần thất bại thì cuối cùng ngày hôm nay cũng có thành quả anh em nhá. Đó, đây là con thứ hai. Rồi là đây là thứ ba nha anh em. Đáng lẽ là được 4 con ấy, nhưng mà mấy nó thả đi mất rồi. Em phóng sinh đấy. Lấy cái con mà nó bị làm sao, bị chắc què chân hay là què cánh gì đấy, là mến mình không để ý cái bảo mến nó cầm hộ phát là mến phát thải luôn. Rồi. Nếu mà bây giờ tìm mà quanh đất thì vẫn còn, nhưng mà mến thả mất rồi thôi anh em nhé. Tổng cộng ngày hôm nay săn được gần 4 con nha, nhưng mà anh em xem thành quả chỉ có 3 con thôi. Cái lá thực sự nó bị lỗi thật sự anh em ạ. Nó lỗi đấy, nhưng mà do mình bắn thì vẫn căn được. À, nói chung mình quen rồi cũng chả sao. Nhìn cái vết ở tay thì anh em biết nha. Anh Hậu ơi, em phát hiện ra quả gốc đột biến to lắm. Quả gốc đột biến á? Ừ. Đâu? Bên kia kìa. Đâu xem nào. Hôm nay đã săn được chim đột biến này lại còn có quả gốc đột biến cơ. Ừ, quả gốc đột biến to lắm. Đâu ra chỉ nào? Thấy mến bảo phát hiện ra có quả gốc đột biến anh em ạ. Đâu? Đây. Đây á? Ừ. Đây mà là gốc đột biến á? Ừ. Đây hả? Đây gốc thối. Đâu? Mà. Đây này. À. Đây quả sầu riêng. Ai vứt quả sầu riêng đây nhỉ? Anh không biết. Quả này vẫn lành, vẫn nguyên mà. Đây quả sầu riêng mà, quả gốc đâu? Ừ, thơm thế. Em tưởng quả gốc, tại vì em thấy mấy quả gốc trên đây này. Ừ. Nó cũng có gai kiểu thế, em tưởng gốc đột biến không? Không, làm gì có gốc đột biến ở đây. Đây là quả gốc nhá. Hôm trước mình ra đây mình khai quật mấy quả gốc này, nhưng mà trên này quả là quả thối anh em ạ. Mến thì tưởng nó gai gai đấy, tưởng đây quả gốc đột biến. Thế là quả này bị thối cuống à? Chắc thối, chắc rồi. Thối rồi. Ui, ra xem ăn không? Hả? Thơm thơm chưa? Em cũng ngửi thấy mùi thơm đấy. Rồi biết cầm cái gì đấy? Toàn gai là gai thôi anh em ạ. Đây quả gốc đột biến nhá. Này quả gốc đột biến. Đi, ra test đi.
Cái này mà tôi đầu đến vỡ đầu anh em ạ. Ở hạn chút cho anh em. To thế. Mến ơi. Hả? Cái quả ra khui kiểu gì đây? Để em. Em biết cách à? Đi này. Đấy xa. Đẳng cấp ấy. Từ từ. Xem mến đầu to khui quả. Ui đau vậy. Quả rất đột biến ra anh em nhá. Đó. Cũng biết khớ luôn. Rồi. Cái này em xem video khá là nhiều rồi. Em không ăn được mà. Không ăn được á? Mà thấy người ta khui mê. À. Mùa này đang mùa sầu riêng. Ui thịt phẳng ươm. Phẳng ươm á? Để bóc xem nào. Trông ngon nhỉ. Ui giời. Đau quá. Có tách được không? Nói thật với anh em, mình cũng chưa ăn quả gốc đột biến nào như này anh em ạ. Trông to thật sự. Nhìn thì giống quả sầu riêng ấy, nhưng mà mọc ở gốc cây gốc thì đương nhiên là quả gốc của anh em nhé. Ui, quả sầu riêng. Thơm phức nhỉ. Ui giời ơi, thịt kìa. Anh em xem. Ui giời cơm kìa. Chắc là mấy múi nhỉ. Thôi bóc tạm 2 múi, mỗi người múi anh em ạ. Đó, mấy năm là sầu riêng không? Thúi quá. Mến không ăn được anh em ạ. Đây, để mình test quả này cho em xem nhé. Anh em xem này. Ngon thật sự, chắc là bóc vậy thôi chứ. Chứ mà bóc một ôi giời. Quả này bóc lại tách ra đây luôn. Phi luôn nhỉ. Ừ. Ôi mà quả có mấy múi. Cũng mến đó, khá là nhiều đấy. Đó, còn nhiều múi lắm. Thơm như này mà mến kêu thối anh em ạ. Nói thật với anh em, mình rất thèm cái món nha anh em. Mà tất cả anh em test cho mình nha anh em. Đó, đây là loại gì, loại gì hay loại gì, hay là thái. Em không rõ nữa. Ngọt sốt anh em ạ. Ui, ngọt thế. Tuyệt vời nha anh em. Hôm nay múc bang cho em xem cái món này, phê thật sự. Thơm. Đây. Chỗ này từ từ anh em nhá. Để mình nghiên cứu xem cái chỗ này nó còn múi không. Để tách em xem, mấy đầu còn múi không. Chắc là còn đấy. Mình đang nghi là không còn gì đây. Ui dồi, vẫn còn. Nhiều thế. Đây. Mời anh em ăn gì nhỉ? Cái gì đột biến nhỉ? Gốc đột biến. Gốc đột biến mình nha anh em. Thường thường gốc ruột đỏ đúng không anh em? Nhưng mà đột biến nó sẽ thành màu vàng anh em ạ. Làm búi đi mến. Để em tiếp thử. Bao phê luôn nha. Wow. Để xe đi á. 5.000 một lượt. Có tiền không? Biết chưa? Để xe đây mất tiền đấy. Cái bãi này bãi của chú biết chưa? 5.000 một lượt. Hai anh em sinh đôi hả? Bạn chung. Sao lại đi đây so sánh nhau nào? Sao lại đi đâu mà lại để xe bãi rác này? Con đi chơi. 5.000 một lượt chú trông xe cho. Thôi đi về. Mẹ. Thôi đùa tí. Ủa chú làm người vlog hả? Chú đi trông xe này. Thôi về bye. Và nếu các bạn là cảm thấy video là hay, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Hậu Cáo. Chào tất cả mọi người. Bye bye. Nhớ bấm đăng ký kênh nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye mọi người nhá. Chào tất cả các bạn.